Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm, khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hành live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 56.10 Galaxy 19. Và tin vui đã đến với quận Cam Los Angeles, đó là trời mưa, có nước tôi uống, và đó là thời tiết vào ngày hôm nay. Họ nói rằng không những mưa mà kéo dài mấy ngày luôn, phải không Thảo Yên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, trước hết là thời tiết từ hôm thứ bảy chủ nhật và qua đến hôm nay luôn thì trời vẫn còn nóng, là bởi vì chúng ta bị một cái đợt gió Santana wind, mặc dù chỉ kéo dài có 3 ngày thôi nhưng mà vẫn ảnh hưởng cho đến hôm nay. Hôm nay trung bình ở quận Cam đó thì nhiệt độ vẫn là từ 85 cho đến 87 độ, và đặc biệt là hôm nay là độ ẩm vẫn tiếp tục thấp, thưa quý vị, cho nên trời vừa nóng và độ ẩm chỉ có 25 cho đến 30% mà thôi, rất là khô. Tuy vậy, qua đến ngày mai thì quý vị thấy là nhiệt độ tụt xuống khoảng trên lệch đến 10 độ, và thứ ba và thứ tư kéo dài luôn thứ năm cho thấy là dự báo thời tiết trời sẽ mưa. Wow. Và từ thứ ba cho đến cuối tuần đó thì quý vị thấy là nhiệt độ giữ ở mức là chỉ có 70 cho đến 74 độ mà thôi. Có nhiều nơi còn xuống khoảng chừng 68-69 độ, và trời vừa mưa và vừa có gió nữa. Cho nên giữa tuần này là cái nhiệt độ nó khác biệt rất là lớn. Hôm nay trời thật là nóng, nhưng mà giữa tuần là còn có 70 mấy độ. Cho nên là quý vị những ngày này ra đường cũng nên cẩn thận, rất là dễ bị bệnh với cái thời tiết như thế này. Yeah. Họ nói rằng ngày hôm qua là ngày kỷ lục của mùa thu, chưa bao giờ mà nóng như thế. Và trong xe tôi tưởng nhìn hết hồn luôn, 100 độ. Wow. 100 độ trong xe, chúng tôi đậu xe ngoài nắng. Trong khi đó tình hình tài chính diễn biến như thế nào? Hôm nay nó hơi nguội nguội một chút xíu. Và tin tức ghi nhận được ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, người quyền lực về tài chính của thế giới luôn nữa, bởi vì một cái quyết định của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ gây ảnh hưởng đến tất cả các thị trường thế giới, từ phân lời cho đến các nỗ lực của chính phủ. Và tin tức mới nhất ghi nhận được sáng ngày hôm nay, ông Jerome Powell đã hội kiến với Tổng thống Trump và ông Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin để bàn về những cái hướng đi sắp tới của Quỹ Dự trữ Liên bang. Ông Trump muốn hỏi quý vị sẽ có những hành động gì có thể giúp kích thích nền kinh tế, bởi vì Tổng thống Trump cũng hơi lo. Ông xem những cái báo cáo cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ có vẻ hơi nguội lại, không có tăng trưởng, mặc dù ông muốn lên tới 3%, nhưng cho đến giờ phút này nền kinh tế của Hoa Kỳ chỉ tăng được 2% mà thôi. Và thêm, các dự kiện báo cáo từ bây giờ cho tới năm 2020 lại là một năm bầu cử nữa, mà nền kinh tế Hoa Kỳ có vẻ tiếp tục nguội và thậm chí còn có khả năng tụt lại một chút xíu, xuống từ 2%, có thể từ 2% xuống còn 1.8-1.9%. Cuộc họp ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị báo cáo chi tiết để xem có những gì mới khi ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ báo cáo gì với Tổng thống Trump, và liệu rằng Ngân hàng Trung ương có hành động gì hay không. Trong lúc đó thì giới đầu tư chờ đợi những cái tin tức từ thủ đô Washington, và Dow Jones hiện nay xuống khoảng 10 điểm, Nasdaq từ sáng tới giờ vẫn xuống 18 điểm, S&P 500 xuống 3 điểm. Con số đỏ này không đáng là bao nhiêu cả, thưa quý vị. Mặc dù tình hình Hồng Kông đầy biến động và chưa lúc nào trong vòng 6 tháng qua người ta thấy là những người sinh viên, những người trẻ biểu tình và càng ngày càng bạo động khi họ đổ xăng, dùng những cái chai xăng đổ xăng vào đó và ném vào cảnh sát và đốt một cây cầu vượt đi vào trường đại học Polytechnic, tức là trường cao đẳng của Hồng Kông. Tình hình này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chi tiết. Nhưng mà ngược lại thì Hồng Kông để qua cái chuyện biểu tình một bên, và họ nhìn thấy những cái nỗ lực của chính phủ trung ương Trung Quốc
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong nỗ lực kích thích kinh tế và đồng thời tiến tới việc ký kết thỏa thuận mậu dịch với Hoa Kỳ. Và đó là lý do chúng ta lại nhìn thấy Hồng Kông tăng một cái điểm rất đặc biệt. Tuần trước thì Hồng Kông giảm liên tục vì cuộc biểu tình, nhưng mà cuộc biểu tình vào hôm qua Chủ nhật cho đến giờ phút này rõ ràng là không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Hồng Kông. Hồng Kông tăng 354 điểm, Nikkei tăng 113 và Thượng Hải lên được gần 18 điểm. Phần lời của công trái phiếu 10 năm giảm tuần rồi 1,83%, hôm nay ngày thứ hai còn 1,79, gần 1,8% mà thôi. Giá dầu xuống 43 sen, mặc dầu ở Iran tình hình đang rất là bạo động sau khi chính quyền Iran quyết định nâng giá xăng 50%, nhưng mà vẫn còn rẻ lắm thưa quý vị, có 42 sen. Mỹ 1 lít thôi. Nhưng mà trước đó người dân trả có 21, 22 sen 1 lít. Tức là chưa tới 1 đô la 1 ga lông. Vậy mà dân chúng cũng xuống đường biểu tình. Giá dầu hôm nay còn 57 đồng 30 sen. Vàng lên 3 đồng 7, 1.472 đồng 20 sen. Dạ vâng, thưa quý vị, đến sáng ngày hôm nay thì cảnh sát ở tại Fresno vẫn đang điều tra một cái vụ nổ súng vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua. Fresno là một cái thành phố cách Los Angeles khoảng chừng 3 giờ lái xe. Thì theo như lời cảnh sát cho biết đó, thì cái căn nhà xảy ra cái chuyện nổ súng là họ mở một cái bữa tiệc gia đình với bạn bè tụ tập, rồi họ coi football tối ngày hôm qua ở ngoài sân sau vườn. Và thì theo như cảnh sát nói là lúc đó có khoảng chừng 35-40 người ở cái sân sau. Thì nghi phạm hiện nay cảnh sát không có biết là có một nghi phạm hay nhiều nghi phạm lẻn vô nhà từ cửa trước và đi thẳng ra cái sân sau và nổ súng liên tục vào đám đông thôi quý vị. Tổng cộng đến sáng ngày hôm nay là đã có 4 người thiệt mạng và 10 người bị trúng đạn. Và đài CBS họ tìm hiểu được thì đây là một gia đình Việt Nam, cái nhà mà tổ chức cái buổi football. Dạ vâng, xin lỗi quý vị, họ không có nói Việt Nam nhưng mà họ nói là Asian. Thì tất cả những cái người mà bị trúng đạn đều là người Asian hết. Và 4 người mà bị thiệt mạng đều là đàn ông và tuổi từ 25 cho đến 30 tuổi thưa quý vị. Việt Nam mình ở Fresno nhiều lắm. Dạ vâng, yeah. Thì ngay sau khi mà nổ súng bắn thì nghi phạm bỏ chạy mất. Và cái gia đình này lúc đó rất là nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ, cho nên là nó hỗn loạn và hiện nay không có ai trong cái gia đình này mô tả được cho cảnh sát là nghi phạm nhìn như thế nào cả. Cho nên là hiện nay cảnh sát nói rằng họ đi vòng vòng ở cái khu vực này, lấy những cái video từ những nhà hàng xóm hoặc là tìm xem có cái nhân chứng nào hay không. Và cảnh sát cũng chưa biết được cái nguyên nhân vì sao mà hung thủ đi vào đây và bắn súng vào cái gia đình này. Cảnh sát sáng nay cho biết họ vẫn đang truy lùng tên hung thủ này, và trong số 10 người bị bắn có 4 người đã chết rồi, 4 người thiệt mạng, 6 người đang trong tình trạng nguy cấp ở trong bệnh viện. Phần lớn những người đàn ông ở ngoài xem football, để cái tivi ở ngoài cũng uống bia rượu. Trẻ em và phụ nữ, Thảo Yên vừa nói, họ đa phần ở trong nhà, cho nên khoảng 30, 20 mấy, 30 người ở trong nhà thì họ không sao hết, bởi vì hung thủ tấn công nhóm người ở ngoài sân sau mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bản tin này và cập nhật đến quý khán thính giả. Quay sang các bản tin khác, đây là một bản tin đặc biệt liên quan đến vấn đề di dân, nhất là giữa biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Chúng tôi có thêm các chi tiết, nhưng mà đặc biệt trong thời gian qua chúng ta thấy là những người di dân từ vùng Trung Mỹ, chúng ta thấy có người El Salvador, Honduras, vân vân, và kể cả người Mẽ nữa, họ băng qua đường biên giới và xin tị nạn. Và trong thời gian qua, chính phủ của Tổng thống Trump đã nghe là trục xuất và đẩy những người này trở về bên phía Mẽ. Trong số những người này, chúng ta thấy cũng có người đến từ châu Phi và cũng có người đến từ Trung Quốc, bởi vì chúng tôi trong phần tường trình đó thấy là bây giờ người ta thay vì bay thẳng vào Mỹ thì khó đồng bay vào Mỹ bởi vì không xin được visa, thì họ bay vào Mexico và từ Mexico đi bộ vào. Trong đó có một người đàn ông Việt Nam, đó là ông Hà Văn Thành. Bản tin mới nhất ghi nhận được, và chúng ta thấy là có người Việt Nam đã tìm cách vào Mẽ và từ Mẽ đi vào Mỹ.
Tuy nhiên cái trường hợp của ông Hà Văn Thành rất là đặc biệt. Vào năm 2018 thì ông đã tìm, ông vận động môi trường, môi sinh và ông đả kích chính quyền bằng những cái bài viết ở trên mạng. Tuy nhiên chỉ tập trung về vấn đề môi trường mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra đối với ông Hà Văn Thành và cuối cùng ông đã bị gửi trả về Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.